Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày 23 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đào Xuân Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nhạy bén, linh hoạt sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra. Trong đó nổi bật là đã chủ động, sớm tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bằng hình thức trực tuyến với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tham gia, đông nhất từ trước đến nay. Công tác lý luận chính trị tiếp tục có đổi mới, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Ngành tuyên giáo cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống COVID-19 trong cả nước. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí xuất bản tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả trong công tác tuyên giáo tại các ngành địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai cụ thể hóa các kết luận, nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2021, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022, đồng thời tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương đơn vị, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Hôm qua, ngày 23 tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp tỉnh. Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 xác định năm 2022 là năm có nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Phân tích, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức, dự thảo kế hoạch, đề xuất chủ đề của năm 2022 là năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phương châm hành động là đoàn kết, kỷ cương, chủ động, đổi mới, hiệu quả. Dự thảo kế hoạch cũng xác định trọng tâm trong chỉ đạo điều hành như tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các lĩnh vực kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển. Dự thảo kế hoạch hành động cũng xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 16 chỉ tiêu cụ thể giao cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định, năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành và các địa phương đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với những thành tựu rất đáng tự hào, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Trong đó cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã được thông qua, hạn chế và cắt giảm tối đa việc ban hành những chương trình, đề án, dự án không thực sự cần thiết, cấp bách. Xây dựng chương trình công tác hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đối với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị xác định chủ đề của năm là năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Phương châm hành động là đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Thống nhất với trọng tâm chỉ đạo điều hành và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các sở ngành, các địa phương phải tập trung để tăng tốc triển khai thực hiện hiệu quả, có chất lượng tất cả các mặt công tác. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch hạ tầng. Các sở chủ động, nhanh chóng đấu mối với các bộ ngành trung ương để cụ thể hóa nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Các sở ngành, các địa phương triển khai đồng bộ các kế hoạch hành động, các khâu đột phá, các chương trình, đề án, thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành, các địa phương phải thường xuyên nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực đấu mối, chuẩn bị các điều kiện để thu hút các dự án lớn làm nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Dự báo đánh giá chính xác các nguồn thu, từ đó triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách, làm tốt công tác phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, siết chặt các tiêu chí và công khai minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư các khu cụm công nghiệp để lựa chọn được những nhà đầu tư thực sự có năng lực và mong muốn đầu tư tại Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, chúng ta tự hào về những thành tựu đạt được trong năm 2021, năm 2022, các mục tiêu nhiệm vụ được đặt ra cao hơn, nặng nề hơn. Do vậy, các sở ngành, các địa phương tiếp tục phát huy thành tích, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cũng trong chương trình phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban dân tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo đề án phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án phát triển công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Đề án xây dựng cơ chế chính sách thu hút và mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo giai đoạn 2022-2030. Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã cho ý kiến cụ thể đối với nội dung của các dự thảo đề án chính sách, đồng thời đề nghị sở ngành được giao chủ trì soạn thảo, tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Ủy ban dân tỉnh tại phiên họp, tham khảo xin ý kiến của các bộ ngành trung ương có liên quan, khẩn trương hoàn thiện các đề án chính sách trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 23 tháng 12, thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn thành phố. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội, song với sự năng động sáng tạo, quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tình hình quốc phòng an ninh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ. Năm 2022, thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác quốc phòng an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên, có liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Vì vậy, các phòng ban đơn vị, các phường xã của thành phố cần khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022. Các đơn vị xã phường cần nhanh chóng rà soát, đánh giá lại tình hình cơ sở, rà soát các khoản thu trong nhân dân và tại các trường học để có biện pháp xử lý kịp thời, cương quyết chấm dứt các khoản thu sai quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, quan tâm công tác điều tra truy tố xét xử, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm. Đổi mới hoạt động của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã trao giấy khen của thành phố Thanh Hóa cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, hôm qua ngày 23 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022 giữa các địa phương và đơn vị nhận quân. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được giao tuyển chọn 3.500 thanh niên nhập ngũ vào 13 đơn vị quân đội. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện đúng chủ trương tuyển quân, lãnh đạo chỉ đạo công tác sơ tuyển khám tuyển, bước đầu tuyển đủ số lượng đảm bảo chất lượng. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để hoàn thiện thủ tục hồ sơ, chốt quân số với đơn vị nhận quân, quản lý tốt quân số sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ, giao trách nhiệm cho bí thư chi bộ, trưởng khu phố, thôn bản, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm động viên thăm hỏi tặng quà cho công dân và gia đình công dân nhập ngũ còn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 năm 2022. 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có lệnh gọi nhập ngũ được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trước thời điểm giao quân 14 ngày và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR, kết quả âm tính còn hiệu lực đến hết ngày giao quân. Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm và giáp Tết luôn là thời điểm lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân và các ngân hàng có xu hướng tăng. Nhiều ngân hàng đang điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đưa ra các chương trình tiết kiệm linh hoạt, phát triển các kênh gửi tiền trực tuyến để thu hút tiền gửi. Từ đầu tháng 12, lãi suất huy động tiền gửi của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng từ 0,1 đến 0,5% một năm. Hiện mặt bằng lãi suất huy động phổ biến ở mức từ 4,2 đến 5,7% một năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng và từ 5,5% đến 6,9% một năm đối với kỳ hạn 12 tháng trở lên. Dù lãi suất huy động tiết kiệm thấp hơn so với năm trước, nhưng gửi tiền tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư được nhiều người dân lựa chọn. Tôi làm một năm tích góp được một số tiền 50 triệu. Tôi tin tưởng gửi vào Ngân hàng Phát triển Nông thôn của Nga Sơn. Lãi suất cũng vừa phải nên là tôi muốn yên tâm gửi vào ngân hàng. Các ngân hàng còn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi tặng quà kèm theo cho khách hàng gửi tiền. Các chương trình gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao hơn cho những khách hàng có khoản tiền gửi lớn, kỳ hạn dài. Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, giúp người dân có thể gửi tiền mọi lúc, mọi nơi và tránh tiếp xúc đông người. Chúng tôi cũng triển khai các cái dịch vụ gửi tiền tiết kiệm online, lãi suất 6% và trên 6%. Với VIP thì cũng là mức lãi suất rất là cao trên thị trường hiện nay. Ngoài ra thì cuối năm thì thông thường cũng có những phần quà tặng khi khách hàng đến tham gia gửi tiền cũng như chương trình chăm sóc, đặc biệt vào những dịp cuối năm để thu hút người dân đến với ngân hàng. Agribank Hậu Lộc đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về các cái sản phẩm huy động vốn, ví dụ như là chương trình tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm an sinh, triển khai mạnh cái sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trực tuyến nhằm đảm bảo cho đầu tư tăng trưởng tín dụng ở cái thời điểm cuối năm, đảm bảo cho nhu cầu thanh toán lưu thông tiền tệ trên địa bàn. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, dự ước đến hết năm 2021, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt gần 127.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đang có xu hướng tăng và chiếm khoảng 74% tổng nguồn vốn. Việc tăng huy động vốn của các ngân hàng nhằm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong đầu năm mới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lễ Giáng sinh năm 2021, mùa lễ trọng lớn nhất trong năm của những người theo đạo Công giáo, đang được các nhà thờ, họ đạo và bà con giáo dân tổ chức Giáng sinh vừa ấm áp vừa tuân thủ quy định phòng chống dịch. Là một giáo dân, nên Giáng sinh luôn là dịp lễ trọng của gia đình anh Lợi ở huyện Nga Sơn. Trong căn nhà của anh đã ngập tràn không khí Giáng sinh. Tuy nhiên, hoạt động đón Giáng sinh sẽ được tổ chức trong khuôn khổ gia đình
và không tập trung đông người tại nhà thờ. Giáng sinh năm nay cũng đặc biệt một chút vì gia đình tổ chức cái đơn giản hơn, vì cũng theo chỉ thị của nhà nước. Cho nên là các gia đình ở khu này cũng thế, cũng tổ chức Giáng sinh trong một cách an toàn. Chúa Giáng sinh thì tất cả mọi người cũng đón, nhưng về cái không khí thì nói chung là không khí hôm nay thì nó giảm một chút về cái phần trang trí cũng như là cái phần mời bạn bè đến để cùng chung vui. Hàng năm, nhà thờ giáo xứ Tam Tổng có rất đông giáo dân đến hành lễ và tham quan mỗi dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh, nhà thờ chỉ chuẩn bị duy nhất hang đá để nhắc nhớ về ngày ra đời của Chúa Giê-xu, còn các hoạt động khác thì tạm dừng. Về cái vấn đề trang trí thì năm nay thì đối với giáo xứ Tam Tổng chúng tôi thì cũng có giảm đi rất là nhiều. Bởi lý do là cũng mục tiêu là để giảm đi để cho bà con du khách người ta sẽ gọi là về để tham quan ít đi, cho cái công tác phòng chống dịch cũng như mình đảm bảo được cái trật tự trong cái năm nay nó được tốt hơn. Tại các nhà thờ họ đạo trên địa bàn tỉnh đều gác lại các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống trong nghi lễ chào đón Giáng sinh. Việc hành lễ được tổ chức gọn nhẹ, giới hạn với số người tham gia hoặc tổ chức bằng hình thức trực tuyến, để đồng bào Công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã phối hợp với các vị chức sắc tuyên truyền bà con giáo dân chấp hành nghiêm quy định của nhà nước trong tổ chức hoạt động tôn giáo. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thì chủ động nắm tình hình và kế hoạch tổ chức lễ Giáng sinh của các sứ họ đạo trên địa bàn để hướng dẫn người đứng đầu cơ sở tôn giáo tổ chức lễ phù hợp với tình hình và cấp độ dịch tại địa phương, đồng thời tuyên truyền vận động chức sắc chức việc và giáo dân tự giác giảm quy mô, thời gian và hạn chế số lượng người tham gia lễ. Các sứ họ đạo chỉ tổ chức lễ trong vòng thời gian 1 đến 2 tiếng trong nhà thờ và phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch theo quy định. Tỉnh Thanh Hóa có trên 151.000 đồng bào Công giáo đang sinh hoạt tại 7 giáo hạt, 69 giáo xứ và 340 giáo họ. Với phương châm kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, những năm qua, đồng bào Công giáo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo cuộc sống và đóng góp xây dựng quê hương. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các vị chức sắc, giáo dân đã chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại giáo xứ của mình và tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch của tỉnh. Và lễ Giáng sinh năm nay, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chia sẻ và đồng lòng với cấp ủy chính quyền các địa phương để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa kinh tế tỉnh nhà phục hồi và phát triển. Đến cuối năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã thí điểm xây dựng mô hình đài truyền thanh thông minh trên địa bàn 4 xã thuộc 3 huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân và Nga Sơn. Bước đầu, mô hình mới này đã thay đổi cơ bản cách thức vận hành hệ thống truyền thanh, khắc phục được các nhược điểm về độ phủ sóng và đem lại hiệu quả tích cực cho công tác tuyên truyền. Từ tháng 7 năm 2021, mô hình đài truyền thanh thông minh thế hệ mới chính thức được triển khai tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc. Đài sử dụng mạng Internet hoặc sóng 3G, 4G để truyền và nhận bản tin phát thanh. Từ đây, các bản tin phát thanh không còn tình trạng bị chen sóng, lẫn sóng, chất lượng âm thanh kém hoặc có những khu vực dân cư không bắt được sóng như công nghệ sóng FM trước đây. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp trên phần mềm có thể tự động nhận dạng và đọc văn bản thành tin âm thanh để phát ra hệ thống loa mà không cần phát thanh viên thu âm. Đài phát thanh thông minh đã nâng cao rõ rệt hiệu quả vận hành cũng như đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Xây dựng cái hệ thống loa thông minh này thì tuyên truyền đến bà con nhân dân rất là hiệu quả, thì rất là hiệu quả cao. Cho nên là các công tác tuyên truyền rồi là cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước là đến bà con nhân dân rất là thuận lợi, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19 được đảm bảo. Một điểm đáng chú ý trong công nghệ đài truyền thanh mới chính là việc quản lý nội dung thông tin. Bằng việc sử dụng phần mềm thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã, các cấp có thẩm quyền có thể kiểm soát chặt chẽ thông tin, chương trình, lịch phát thanh với độ bảo mật cao. Trong trường hợp khẩn cấp, đài truyền thanh cấp huyện hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp phát tin tới từng cụm loa của khu dân cư, không phụ thuộc vào nhân viên ở cấp xã như trước. Ngọc Lạc là miền núi thấp, thì tôi thấy là cái này là rất tốt, vì đối với sóng này là không cần phải cột anten này, không cần máy phát này,
bằng một cái thiết bị rất là nối đối với huyện, chỉ cần một cái máy tính sách tay hoặc là cái máy tính bàn thôi thì ta sẽ truyền tải toàn bộ thông tin của huyện đến các quỹ đài truyền thanh cơ sở một cách nhanh nhất, gọn nhất. Ghi nhận thực tế tại các địa phương cho thấy, mặc dù hiệu quả trong khai thác vận hành cao, nhưng việc duy trì đài truyền thanh thông minh cũng sẽ mất một khoản chi phí thuê bao hàng tháng. Với điều kiện tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, hải đảo thì đây là khoản chi phí cần cân nhắc. Do đó, việc triển khai đài truyền thanh thông minh trên địa bàn tỉnh cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền với các cơ chế hỗ trợ mở để sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi 100% đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh sang hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Năm 2021 là một năm rất khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Tuy nhiên, với sự chủ động, quyết liệt và sáng tạo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thanh Hóa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá là một trong ba địa phương kiểm soát hiệu quả nhất dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tháng 10 năm 2020, dịch viêm da nổi cục trên châu bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đến tháng 2 năm 2021, dịch viêm da nổi cục xuất hiện tại Thanh Hóa, đe dọa rất lớn đến đàn châu bò của tỉnh khi Thanh Hóa có tổng đàn châu xếp thứ 2, đàn bò xếp thứ 5 cả nước. Tuy nhiên, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, đặc biệt là mạnh dạn, quyết liệt cho công tác tiêm phòng vaccine ngay từ đầu. Do đó, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trên cả nước dập tắt hoàn toàn ổ dịch viêm da nổi cục. Hiện nay, dịch viêm da nổi cục vẫn diễn biến phức tạp, lây lan rộng trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi, nhưng đàn châu bò của tỉnh vẫn được bảo vệ an toàn. Năm 2021, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa được kiểm soát trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, công tác phòng chống kiểm soát dịch tả lợn châu Phi vẫn đạt được nhiều kết quả rất khả quan. Số ổ dịch của Thanh Hóa chỉ chiếm 2% cả nước, số lợn phải tiêu hủy chỉ chiếm khoảng 1,2% cả nước, trong khi tổng đàn lợn của Thanh Hóa là rất lớn với 1,2 triệu con. Điều này góp phần quan trọng trong tăng trưởng của ngành nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho tỉnh và xuất khẩu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản đứng trước nhiều thách thức nặng nề hơn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai sớm, quyết liệt công tác phòng chống dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện. Do vậy, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản của Thanh Hóa được kiểm soát tốt, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá là một trong ba địa phương kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhất cả nước. Bên cạnh việc kiểm soát dịch viêm da nổi cục trên châu bò, dịch tả lợn châu Phi, lần đầu tiên trong 10 năm qua, Thanh Hóa không xảy ra bệnh dại, trong khi cả nước có hơn 30 tỉnh thành có dịch, 40 ca tử vong do bệnh dại, cũng là năm đầu tiên không xảy ra dịch lở mồm long móng, dịch bệnh thủy sản. Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi cũng luôn đứng đầu cả nước. Huyện cùng với Chi cục Chăn nuôi Thú y cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn. Đến nay thì cơ bản các dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đã được khống chế. Và chính vì làm tốt công tác phòng chống dịch ấy, mà để cho rồi cái phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, đã phát triển một cách rất tốt. Chi cục Chăn nuôi Thú y Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đấy, và chính nhờ những cái kết quả phòng chống dịch bệnh tốt như vậy, cho nên là ngành chăn nuôi của Thanh Hóa năm 2021 vẫn tăng trưởng phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng là 4,75%. Và cũng vì vậy, cho nên đảm bảo cái nguồn thực phẩm thiết yếu để cung ứng cho bà con nhân dân của chúng ta trong cái điều kiện là chúng ta đang có dịch COVID ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nhâm Dần tới đây. Năm 2022, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản còn diễn biến rất phức tạp. Nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đang xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, nguy cơ các loại dịch bệnh trên bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao. Trong bối cảnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai tốt các chương trình, nghị quyết, kế hoạch về phát triển chăn nuôi, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng ngành chăn nuôi của tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh cao. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.